Chào mọi người. Chào mọi người. Hôm nay là mình chuẩn bị làm bánh, một món bánh trung thu. Mình chưa từng làm lần nào hết đó, nhưng mà mình coi trên mạng thì mình sẽ học, mình sẽ làm theo. Rồi trong khi làm thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cùng làm với mình nha. Bởi vì ở đây có những cái thay đổi là khi mình cảm giác là mình chỉ coi cách thức của họ thôi, nhưng mà mình sẽ làm theo cách của mình. Đây là đậu xanh mình chuẩn bị nha. Đậu xanh đã giỏ. Ngâm qua một đêm. Sáng ra thì mình vút nó cho sạch sẽ rồi mình sẽ nấu lên. Đậu xanh này hôm nay mình nấu chín rồi thì mình sẽ xào với nhân dừa. Mình sẽ nêm một ít muối. Ít thôi. Không cần nhiều. Mình nấu cho đậu xanh nó chín. Khi đậu xanh nó chín rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục khâu tiếp theo là sẽ xào. Xào ngọt. Khi nó cạn nước rồi á thì mình bớt lửa lại, nắp lại, nó dễ chín lắm. Tại vì khi đậu xanh này mình còn ấy lại nữa, mình còn xào lại nữa, nên không có sợ nó phải sống gì đâu. Rồi đậu xanh đã chín. Đậu xanh ngày hôm nay mình sẽ xào với nhân dừa. Và đây là dừa nạo. Mình đã xào sơ qua với đường rồi. Thì hôm nay mình chỉ cần xào lại với đậu xanh. Mình đã xào với đường cát, đường trắng. Đường trắng nhưng mà mình thêm một ít đường vàng. Ta sẽ cho đậu xanh vào. Ở trong cái nhân dừa này với đậu xanh này của mình gồm có hạt diệt quất. Ở đây mình có diệt quất khô, mình không có hạt quất. Diệt quất khô thì chúng ta xào với nho khô cũng được, bởi vì cái nhân của bánh trung thu thì tất cả những cái loại hạt mứt thì nó rất là ngon. Thì hôm nay cái nhân của bánh trung thu mình sẽ để hạt diệt quất, đậu phộng, mè và có hạt điều nữa. Bởi vì nó là bánh chay cho nên tất cả những cái loại hạt này nó sẽ tăng hương vị. Mình không có làm mặn, không có trứng.
Nó là loại nhân ngọt, cho nên những cái loại hạt này nó sẽ làm tăng hương vị rất là ngon. Cái dĩa đó ăn ngang hết, đổ vô đây đi. Ăn hết à? Đổ vô đây. Chảo nhân xào để đó rồi, bây giờ là chuẩn bị cái khâu mình nhồi bột nha mọi người. Đây là một mì ngang. Hôm nay mình sẽ sử dụng khoảng 200g bột mì ngang. Đây là mè, mình rang mè đang chuẩn bị mình để vô nhân. Ở trong nhân của mình ngày hôm nay là sẽ có hạt mè, đậu phộng và hạt điều, là những cái nguyên liệu chính làm cho nhân của mình nó tăng gia vị ngon thêm. Nhưng nó ráo thì mình sẽ tắt bếp. Đây là cách chào mọi người. Đây là cách mình pha bột để mình làm bánh trung thu nha. Bột là đường mình đã thắng. Và đây là sữa. Đây là cái lượng sữa. Sữa tươi. Ở trong cái bột này hôm nay mình sẽ có một ít đậu xanh. Mình sẽ làm cái da của bánh nha. Cái cách pha bột của mình ở đây thì nó đơn giản, nhưng mà nó sẽ làm theo kiểu gia đình của mình ăn thôi. Mình làm theo sở thích và khẩu vị của gia đình mình, chứ mình không có làm theo kiểu của người ta hướng dẫn trên mạng đâu. Đây là kiểu của gia đình mình làm. Cái bột này hôm nay mình pha thì một nửa mình sẽ làm bánh trung thu, còn một nửa mình sẽ làm bánh que chèo. Nó rất là theo cái sở thích của gia đình mình. Mình có bột theo ý của mình nha. Đó là đậu xanh. Bột đậu xanh. Ở trong đây mình có đường, sữa tươi, bột đậu xanh. Và mình cho một bịch bột, một muỗng bột nổi.
muỗng cà phê thôi nha mọi người, cho nhiều nó sẽ khai lắm. Mình chỉ để một muỗng bột nổi thôi. Kế tiếp là mình sẽ cho một muỗng canh đường cát, đường cát trắng. Đây là nhân nha mọi người, nhân của mình gồm có dừa, dừa nạo. Ở trong đây mình trộn dừa nạo, đậu xanh, mè, hạt diệp quất và hai loại hạt nữa là hạt điều và đậu phộng. Thì khi bột của mình, tất cả các nguyên liệu mình đã trộn đều rồi, mình đánh lên, mình đánh cho nó tan đường và những nguyên liệu nó đều. Mình không có dụng cụ chuyên nghiệp đâu nghe các bạn, mình chỉ làm những cái dụng cụ đơn giản của gia đình thôi, bởi vì bánh ở đây mình làm cũng không chuyên nghiệp, nó cũng là một loại bánh của gia đình mình ăn thôi. Rồi, và đây là bột mì, mình sẽ cho một lượng bột mì cho nó vừa với cái lượng nước mình đã pha nha. Cái cách hướng dẫn ở đây là mình sẽ khử cái mùi của bột nổi, mình sẽ cho một muỗng nhỏ giấm. Một muỗng ăn canh giấm thôi. Rồi, và đây là lượng bột mì. Mình sẽ cho bột mì từ từ vô. Mình cho từ từ để cho nó đều, nó vừa với cái nước thì mình đã pha. Vừa cho mình vừa đánh nè. Mình dừng lại đi. Nhưng mà nó còn nó chưa đủ, mình hãy thay thế thêm. Và cuối cùng là mình sẽ cho hai muỗng dầu ăn. Mình khuấy cho đều nha. Như thế này là nó vừa đều mà nó vừa tan những cái gia vị của mình. Thì như vậy thì mình sẽ tiếp tục cho bột vào. Bởi vì cái lượng bột ngày hôm nay á, mình làm hơi nhiều, là mình chia ra hai phần hai món bánh. Giờ bột nó đã đặt lại rồi, mình sẽ sử dụng bằng tay nha.
bịch bột của mình ngày hôm nay là có lẽ nó đã hơn nửa ký. Mình sẽ đổ ra mâm nữa mà mình nhồi cho nó dễ. Sau khi mình trộn rồi mình nhồi khoảng 10 phút, nhồi hết lực 10 phút cho bột nó nở ra. Và sau khi nhồi được 10 phút rồi, chúng ta sẽ ủ bột lại trắng hơn, mạnh hơn, trắng hơn. Rồi, sau khi chúng ta xong bột hết rồi thì chúng ta sẽ ủ lại. Ủ lại 3 tiếng. Mình ủ 3 tiếng thì cho bột nó đủ cái độ nở ra. Chúng ta mới tiến hành làm bánh nha. Rồi sau làm bánh nha, cái thau bột mình nhồi mình cũng đã ủ đúng thời hạn 3 tiếng, hơn 3 tiếng rồi. Thì bây giờ cái thau mình in bánh nha mọi người. Bột mình nó nở, nhìn bột rất là đẹp.
Rồi, nhìn cái bánh của mình rất là dễ thương. Đúng không mọi người? Mình đã chuẩn bị sẵn cái chảo chống dính rồi nha. Mình sẽ hấp trong cái chảo này. Mình sẽ hấp với lửa riu riu nhỏ thôi. Rồi, tiếp tục. Thanh bạc. Mình cho một chút bột vô khuôn chống dính. Không có chuyên nghiệp mình cá mình cái ly nhìn cái mắc cười không các bạn. Tại chuyên nghiệp người ta có dụng cụ còn mình không có chuyên nghiệp, có gì làm đấy, tận dụng hết được thiên nhiên này, nó giúp cho mình đủ thứ, là cái gì mình cũng có thể tận dụng được hết. Của người ta chuyên nghiệp á thì người ta làm nhiều, còn mình thì cái này là nghiệp dư, mình làm chỉ ăn vài cái thôi, cho nên không có đồ chuyên nghiệp mà toàn là đồ nghiệp dư, gì mình có mình cũng làm hết. Rồi tiếp tục tha cái bánh ra mới.
không chuyên nghiệp nhưng mình làm nhanh như mọi người. Chút xíu mình được cái bánh mà giúp nhanh lắm. Vậy là mình được một mẻ bánh đầu tiên rồi, mình tiếp tục làm thêm một mẻ nữa nha. 2, 4, 6, 7 mình sẽ chuẩn bị 7 cục bột nữa. Đây là được 4, thêm 3 cục nữa. Mình cảm giác nó hơi to, mình có thể bớt bột. Nó vừa cái bánh. Mình không có cái lò nướng chuyên nghiệp cho nên bánh mình nướng mình chở bề. Người ta có cái lò nướng chuyên nghiệp nó nóng đều hết trơn.
còn mình không có cái lò xí nghiệp, cho nên bánh của mình phải chở bề nha các bạn. Bánh nghiệp dư, lò của người ta lò nướng thì người ta không cần chở bề, cho nên cái hoa văn nó vẫn đẹp. Nhưng còn y thinh bánh của mình chở bề cho nên cái hoa văn nó bị biến mất, nó bị sang phẳng. Nhưng mà không sao, bánh ngon là được, quan trọng là chất lượng của bánh nha. Thì mình làm để mình ăn cho nên hình dáng bên ngoài không có quan trọng gì đâu. Nếu mình có cái lò nướng đó, thì cái bánh của mình nó vừa đẹp mắt mà nó vừa ngon nữa thì quá tốt. Nhưng mà ở đây thì mình làm chỉ trong gia đình mình thưởng thức thôi, cho nên chất lượng là quan trọng nhất, còn hình dáng thôi không đáng kể. Bánh này dưới dạng hơn, chết chà khét nữa, lố lửa. Bánh này vàng ngon hơn. Sự cố một cái khét, không sao, khét mình ăn nó thơm. Rồi, vậy là cái mẻ bánh của mình đã xong.